Xin chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Trên hình các bạn đang quan sát là cái máy hàn thương hiệu Basic dòng liên doanh Việt Nam Nhật Bản. Đấy, một cái thương hiệu cực kỳ là chất luôn. Dòng máy hàn mini. Máy hàn Basic thương hiệu mini. Anh em và các bạn quan sát trên màn hình. Đó, một cái dòng cực kỳ là chất luôn, mini nhỏ gọn nhá. Chiều dài của máy là 23 các bạn nhá. Đấy. Chiều ngang của máy là 10. Và chiều cao của máy là 16 cm. Đó, rất là nhỏ gọn luôn. Anh em có thể mang xuống công trình rất là thoải mái luôn. Đấy, dây âm đây. Dây âm thì dài 1,5 m, dây dương thì dài 2 m, rất là nhỏ gọn luôn cho anh em và các bạn sử dụng nhé. Mọi nhu cầu về mua sắm cái dòng này các bạn có thể liên hệ này. Phía đằng sau là công tắc nguồn đây. Đấy, chúng ta bật công tắc nguồn lên này. Dây đầu vào tương đối là dày dẫn to. Đấy, công tắc nguồn đây, các cái núm điều khiển này, đấy, điều khiển dòng này, anh em quan sát này, đấy, chúng ta có thể điều khiển dòng từ cao đến thấp theo như mong muốn của chúng ta, đấy, các bạn thấy không? Đấy, chúng ta có thể điều khiển để chúng ta điều chỉnh theo cái dòng chúng ta mong muốn, thì nó là cái ưu điểm của nó như vậy, anh em các bạn thấy không? Đấy. Các bạn có nhu cầu về dòng này thì có thể liên hệ đến bên mình để bên mình tư vấn cho này. Đấy, đây là cái đầu vào đây, đầu dương, đầu âm, dây cực kỳ to, dày dẫn và chắc chắn luôn. Công tắc nguồn, quạt gió ở phía sau này. Đấy. Các bạn quan sát cái lõi đồng ở phía trong này. Đấy, lõi đồng rất là nhiều luôn, đồng dây to luôn. Đấy, đỏ au luôn cho anh em và các bạn nhé. Đấy. Hàng cực kỳ là chất luôn. Hàng liên doanh Việt Nam Nhật Bản. Anh em các bạn có nhu cầu về dòng này có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho các bạn. Xin chào và hẹn lại các bạn ở video sau.